các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Sáng nay, ngày 21 tháng 4, Lý Hải bất ngờ viết tâm thư để nói rõ thái độ và cảm xúc khi liên tục bị gọi tên vào những lùng sùng với đồng nghiệp hậu ra mắt phim điện ảnh lật mặt, 48H. Còn nhớ cách đây không lâu, Chấn Thành bị Netizen tấn công vì cho rằng anh chơi xấu, không ủng hộ phim của đàn anh Lý Hải. Mặc dù người trong cuộc đã hòa giải hiểu lầm, nhưng cuộc khẩu chiến của Netizen vẫn chưa thể dừng lại trong tâm thư, Lý Hải bày tỏ, các bạn cũng biết tính Lý Hải đó giờ không muốn ảnh hưởng tới bất kỳ ai nên cả nhà có thương thì thương cho chót, nếu thương mình thì ra dạp ủng hộ phim là mình vui lắm rồi. Mong cả nhà giúp mình đừng đề cập đến những nội dung hoặc người khác không liên quan đến phim cũng như không dùng những từ nhạy cảm làm ảnh hưởng đến người khác tránh những hiểu lầm không đáng có. Lý Hải viết tâm thư, chính thức lên tiếng khi bị gọi tên vào loạt thị phi hậu ra mắt phim mới. Nói về chuyện nhiều người cho rằng Lý Hải đang cố tình tạo chiêu trò, drama để tạo hiệu ứng cho phim mới gia dạp, anh phân trần ngay và luôn. Hơn 30 năm trong nghề, Lý Hải không bao dùng chiêu trò mà đi lên bằng chính đôi chân của mình nên mong mọi người hiểu cho Lý Hải. Xin đừng làm tổn thương nhau bằng những câu nói hay bằng những sự việc mà chưa có sự kiểm chứng rõ ràng. Nam diễn viên khẳng định trong 30 năm làm nghề không bao giờ đi lên bằng chiêu trò chia sẻ của Lý Hải đang được dân mạng quan tâm, nhiều người đã tỏ ra thông cảm, mong nam diễn viên tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật và bỏ qua những thị phi không đáng có. Cách xử lý văn minh, vẹn cả đôi đường và không mất lòng đồng nghiệp, đàn em của Lý Hải cũng được khán giả khen ngợi hết lời. Cách xử lý khủng hoảng của Lý Hải được khen ngợi, xứng danh đàn anh trong showbiz Việt.